Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách canh nhá luôn ha. Cái độ xa này tầm khoảng 6 mét, từ cái máy ra đây tầm khoảng 6 mét ha. Và một cái nhá nữa nằm ở vị trí này là tầm khoảng khoảng 2 mét. Thằng này ra đây khoảng 2 mét, 2 mét một cái nhá. Và đây là tầm khoảng 6 mét một cái nhá nữa. Đây hai nhá. Và mình canh bằng cách là khi mà thức ăn nó đã quay một lần rồi thì gần hết cái lượt tiếp theo á, mình sẽ xem thử coi hai nhá đã hết thức ăn chưa, thì mình mới cho cái lượt thức ăn tiếp theo được nữa. Đấy, để giúp cho không có bị dư thừa thức ăn ha. Đó, dòng máy của mình là nó sẽ đề ba trước ha. Sau đó thì thức ăn nó mới rớt xuống. Và mình sẽ rớt xuống là bao nhiêu giây là đều chính xác với cái lưu lượng xuống luôn. Nếu mà mình có thể cho thức ăn số 2, 2B được luôn. Cái lớp nhựa này đã mình sẽ thấy được thức ăn nó có rớt xuống dưới xuống hay chưa, và mình xem thử nó có sạch sẽ hay chưa. Và mọi người thấy là trong vòng 10 ngày nay thì ngay chỗ cái ổ quăng phía dưới nó đều sạch sẽ hết trơn ha. Cái máy chăn này nó có bán kính phun là từ 6 tới 9 mét thì nó phù hợp cho ao tầm 1000 mét vuông đổ lên. Tốt nhất là 1000 mét vuông là nó độ chuẩn nhất, tại mà mỗi bên 9 mét thì mình đặt cái cầu nhá là từ trong ép ra ngoài là khoảng 9 mét như cái ao này là ok. Mình đã giới thiệu với mọi người về cái dòng máy tự động cho tôm ăn loại thế hệ mới của Famit này. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ hãy liên hệ số hotline ha, 0899199700. Mình là Điềm, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở clip sau.